Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Chano Bryan Elite WrestleMania 30 không phụ kiện. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết về mô hình nhé. Daniel Bryan là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Daniel Bryan hiện đã 5 lần World Champion, một lần đạt được giải thưởng Slammy Award danh giá Superstar of the Year vào năm 2013 và cũng là một trong những WWE Superstar Grand Slam Champions, một thành tích rất ấn tượng của Daniel Bryan. Mô hình WWE Daniel Bryan Elite WrestleMania 30 được thực hiện dựa trên trang phục của Daniel Bryan thi đấu ở sự kiện WWE WrestleMania 30 năm 2014, trở lại với mô hình. Mô hình Daniel Bryan được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Daniel Bryan được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Daniel Bryan được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Daniel Bryan. Với mái tóc được thiết kế để dài, với tông màu nâu và rẽ ngôi ở giữa. Mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Daniel Bryan. Đây các bạn. Mái tóc của Daniel Bryan được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là thiết kế bộ râu quai nón được để dài với tông màu nâu, được thiết kế rất chi tiết. Head scan rất đẹp của Daniel Bryan. Trang phục của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu xám làm chủ đạo, với băng cổ tay bên trái, và bên phải của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu trắng. Đây các bạn. Và đây, hai bàn tay của Daniel Bryan, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay nắm lại. Đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp. Đây các bạn. Quần của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu đen. Ở bên hông phải của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu đỏ và màu đen rất chi tiết. Đây các bạn, biểu tượng được thiết kế trên nền màu đỏ và có đường viền hoa văn màu trắng. Đây các bạn. Và đây, rất đẹp và chi tiết. Ở bên hông trái của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu xám và màu đen, biểu tượng được thiết kế trên nền màu xám và có đường viền hoa văn màu trắng. Đây các bạn, rất chi tiết. Mặt sau của quần cũng được thiết kế với tông màu đen. Quần của Daniel Bryan được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của Daniel Bryan được thiết kế là kiểu dáng bàn chân ngắn, được thiết kế với tông màu đen. Ở mặt trước của bàn chân chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu đen và có đường viền màu xám rất chi tiết. Đây các bạn. Và đây, giày của Daniel Bryan được thiết kế với tông màu hoa văn với các tông màu xám, đỏ, đen rất chi tiết. Đây các bạn, bạn có thể thấy các hoa văn được thiết kế rất chi tiết. Mặt sau của giày được thiết kế với tông màu xám. Đây các bạn, phần đế của giày được thiết kế với tông màu đen. Giày của Daniel Bryan được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng.
khớp tay chúng ta có thể dàn ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên phía trước, để lên phía trước. Để xuống, để xuống. Xoay. Xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. Và duỗi thẳng ra. Daniel Bryan là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của Daniel Bryan. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Daniel Bryan Elite WrestleMania 30 không phụ kiện. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.